Khớp đôi xích KC10018. KC đây nghĩa là gì? KC đây có nghĩa là cái ký hiệu của nhà sản xuất dành cho cái dòng khớp nối xích dạng này anh em nhá. Tiếp theo nữa số 100 đây nghĩa là gì? 100 nghĩa là nó sử dụng cái chuỗi xích có cỡ xích là 100 để liên kết hai cái phần cùi hai bên này lại với nhau. Còn cái số 18 đây có nghĩa là hai phần cùi này nó sử dụng dạng 18 răng thì được gọi là khớp nối xích KC10018. Tôi là Luân và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho em những cái lưu ý này, thông số kỹ thuật cũng như cách đường kính trục phù hợp với cái loại khớp nối dạng này. Nào cùng xem video nhé. Thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu cái khớp nối xích KC10018 này nó là một cái dạng khớp nối mềm anh em nhá. Khớp nối mềm cho nên khả năng lắp đặt linh hoạt vì nó gồm hai nửa như này để anh em có thể lắp đặt được một cách dễ dàng. Thứ hai này nữa là nó cũng có khả năng chịu được cái tức là cái khả năng chấp nhận cái độ lệch trục, dung sai độ lệch trục tốt hơn cái loại khớp nối cứng. Thì đấy là hai cái điểm khác biệt của cái khớp nối mềm và khớp nối cứng. Và điều đặc biệt cái khớp nối xích KC10018 này nó sử dụng cái chuỗi xích là bước xích là 100 nên khả năng truyền tải mô men xoắn là lớn. Và vì nó sử dụng cái chuỗi khớp nối xích là chuỗi khớp nối xích này cho nên nó phải bảo dưỡng bằng các loại mỡ chuyên dụng. Tức là bảo dưỡng bằng cái loại mỡ chuyên dụng và bổ sung nó định kỳ. Vì nó sử dụng cái mỡ cho nên nó phải có một cái lớp vỏ bên ngoài như này anh em nhá. Có lớp vỏ này ở bên ngoài để làm gì? Cái lớp vỏ này có tác dụng, có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên của nó tức là nó làm cho duy trì được cái lượng mỡ ở bên trong này. Tức là duy trì lượng mỡ bên trong này. Vì là khớp nối trục nó có những cái chuyển động quay, nó làm cái lực ni tâm, lực văng ni tâm khi quay thì nó sẽ tạo ra lực văng ni tâm và nó làm dầu mỡ bắn ra bên ngoài, làm cho cái khô xích này, làm cho nhanh hỏng. Chính vậy nó cần cái lớp bảo vệ này. Cái điều thứ hai nữa anh em phải lưu ý ở đây có nghĩa là khi chúng ta hoạt động ở môi trường bụi bẩn này, ở môi trường oxy hóa này thì nó còn có tác dụng là ngăn cản bụi bẩn hay là cái chất ăn mòn, chất oxy hóa này làm cho cái xích này được hoạt động được bền lâu hơn, tránh bị oxy hóa, tránh bị bụi bẩn. Thì đấy là những cái một số cái đặc điểm của cái dạng khớp nối này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo những cái thông số kỹ thuật, tức là kích thước cơ bản của cái dòng KC10018 này anh em nhá. Sẽ là kích thước là như nào? Trước tiên chúng ta sẽ phải đo cái đường kính cùi này để xem là nó phù hợp với lại cái đường kính trục của mình là bao nhiêu nhá. Đường kính cùi của nó đang là 142 mm anh em này. 142, 41,75 là 142 mm. À thế thì cái phần lỗ này đang là bao nhiêu này? Phần lỗ này đang là 30 mm anh em ạ. 30 mm. Đây, lỗ bên trong là 30. Còn phần ngoài là 142 mm này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái tổng chiều dài. Tổng chiều dài của này đang là bao nhiêu này? Tổng chiều dài của nó đang là 176,2 mm này. Tổng chiều dài 176,2 mm, tức là cả phần cùi trục đây em nhá. Còn cái phần vỏ, kích thước phần vỏ này đang là 148,4 này, 148,4. Phần cao này nó đang là 109 nhá. 109. Và cái đường kính của cái phần vỏ này, ta phải kiểm tra xem đường kính phần vỏ này đang là bao nhiêu này. Đường kính phần vỏ này đang là 152 anh em nhá. 252. Kích thước này đang là 252. 252 mini. Thì đấy là những cái thông số kích thước cơ bản của cái khớp nối KC10018 này để anh em có thể dễ dàng đo và căn chỉnh ở trên cái sản phẩm motor động cơ của mình nhá. Không chỉ am hiểu về kỹ thuật sản phẩm, chúng tôi còn có khả năng cung cấp hàng với số lượng lớn và giá bán cạnh tranh do là nhà nhập khẩu trực tiếp sản phẩm này với hai kho hàng lớn ở Dĩ An, Bình Dương và Long Biên, Hà Nội, đảm bảo giao hàng nhanh các cái sản phẩm khớp nối trục. Để mua hàng anh em tìm thông tin liên hệ dưới phần mô tả trong video này và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về các dòng sản phẩm khớp nối trục cũng như các thiết bị chuyển động công nghiệp khác. Xin chào và hẹn gặp lại!